Nghĩa trang Hàng Keo là một trong hai nghĩa trang nổi tiếng nhất ở Côn Đảo, được thực dân Pháp xây dựng và là nơi an nghỉ của khoảng 10.000 tù nhân chính trị yêu nước. Sự nổi tiếng và khiếp đảm của nghĩa trang Hàng Keo còn được đi vào thơ ca một cách đầy ai oán, và câu nói "đi Hàng Keo" là lời nói của người tù khi tiễn bạn về nơi an nghỉ, mà trong đó còn lưu truyền mãi cho đến ngày hôm nay. "Công lôn đi dễ khó về, sóng nương núi chúa thác về Hàng Keo". Trước năm 1940, người tù chết được chôn ở nghĩa trang Hàng Keo. Ngày nay, nghĩa trang không còn những cây keo nữa, mà thay vào đó là những hàng dương lâu năm bao trùm hầu hết diện tích của nghĩa trang. Những ngôi mộ còn sót lại trước kia nên được quy tập về nghĩa trang Hàng Dương. Khu vực nghĩa trang xưa, nay còn lại một tấm bia ghi lại dấu tích đau thương của một thời. Năm 1997, các phần mộ tìm thấy ở đây đã được cải táng di dời vào khu đê của nghĩa trang Hàng Dương. Hiện nay chỉ còn lại rừng cây tự nhiên và những hài cốt của tù nhân còn nằm dưới lòng đất. Nghĩa trang Hàng Keo đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận là di tích đặc biệt quốc gia. Cảm giác lái xe máy ở đây rất là thích các bạn ạ. Cảnh núi và biển ở đây vô cùng đẹp. Nào các bạn hãy ngắm cảnh với mình nha. Cầu tàu 914 được xây dựng vào năm 1873, kéo dài hàng chục năm xây dựng, trải qua nhiều thời kỳ sửa chữa và mở rộng. Ngày nay, cầu tàu bắt đầu từ mép lộ trước cổng dinh chúa đảo Vương Ra Vịnh Côn Sơn dài hơn 300m, chiều rộng gần 5m, nhưng ở cuối cầu tàu có đoạn rộng gần 8m. Sở dĩ cầu tàu có tên là 914 là do trong quá trình xây dựng, người ta ước tính đã có 914 tù nhân đã ngã xuống vì lao dịch, vì tai nạn trong quá trình xây dựng khổ sai, nhưng đó chỉ là con số ước lệ. Trên thực tế, con số đó đã lên đến hàng ngàn người. Cầu tàu 914 cũng là nơi chứng kiến những giây phút vinh quang, xúc động nhất khi những lá cờ đảo sao vàng tung bay rợp bóng vào ngày cách mạng tháng 8 thành công, hai ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, chứng kiến hàng ngàn tù nhân được tự do trở về đất liền. Để xây dựng cầu tàu này, hàng trăm người tù phải trèo núi, dùng tay đẽo đá từ những tảng đá khổng lồ trên núi Chúa. Sau đó khuân vác đá vượt qua những cung đường xa xôi, hiểm trở để xây cầu tàu.
tất cả đều do sức người làm nên. Những tảng đá lớn hàng thước khối, nặng nhiều tấn đã làm kiệt quệ và đè nát bao nhiêu thân tù. Không mang được sẽ chết vì đòn roi, mang được sẽ chết vì kiệt sức. Kế bên cầu tàu là Vịnh Côn Sơn, bãi biển ở đây rất sạch đẹp, nước xanh trong. Khi chiều đến, từng nhóm du khách đến đây để chụp ảnh tham quan. Những em bé nhỏ thì vô tư chơi đùa cùng với biển. Những hình ảnh ấy gợi nhớ cho mình về tuổi thơ đã từng thường hay trốn nhà đi tắm sông. Đêm xuống công đảo rất yên tĩnh và không tấp nập những hàng quán ăn. Do nhóm mình ăn chay nên đã tìm đến một quán chay duy nhất ở tại công đảo. Cô chủ ở đây rất dễ thương và nhiệt tình. Và buổi tối hôm nay cô sẽ đãi nhóm mình món bánh xèo. Chị cứ dùng đi mày. Ở đây chơi với em cũng được không sao? Em ở đây là thôi thoải mái, cái gì chứ gì thoải mái chị. Chị phải không? Rồi dạ. Ăn thoải mái nha. Đúng rồi, ăn thoải mái, ngủ thoải mái, ở đây không có chỗ ở lại đêm mà ở luôn cũng được, không sao. Mình đã làm trận mình khác rồi mình đi về được rồi. Được, chỗ ăn cho ở ngủ luôn, thoải mái. Lên mạng kìa. Đó, đã quay phim kìa. Chưa lên cô. Chưa lên đó là quảng cáo. Quảng cáo luôn, trời ơi, chỗ này luôn đúng không? Quán ra cùng đảo đó nha. Ở đây chỉ có một quán thôi hả cô? À đúng rồi, có một quán. Chỉ có một quán trên kia. Chỉ một quán khác mai đi. Nhưng mà chuyên bán sáng, không bán buổi trưa và buổi tối. À. Tại vì người dân ở đây dùng chai rất là ít. À. Chứ phần mà nếu mà làm vậy thì lại không ai ăn nữa, lại thừa. Thừa thì bỏ thì tội, mình đã bán chay rồi, mình phải tiết kiệm, thì sao mà vẫn phải tờ giá vậy đó. Có mình quán có mình à. Tại giá mà, không có đâu. Đó, vừa làm dễ thì có mình thôi. Đây là thuần chay, không có hành hẹ, tỏi, nén gì hết. Thuần chay.
thấy màu luôn. Luôn vậy hả? Cái này hình như là thời kỳ ý bảy cái đợt đầu hay gì á, 72 chứ 72 là ở đâu Côn Đảo mình á, cái hai Vũng Tàu đó cô. Ờ đúng rồi, Vũng Tàu Côn Đảo á đó. Đó, đó. Để cho em đang lấy tí cho nó lại. Cái này có nóng. Ủa nó dính quá cô. Không có dính. Chảo này chiên ăn rất ngon. Tất nhiên là mình chiên không có trứng có gì trong thùng chai á. Chỉ là bột rồi mình nêm gia vị. Quán này cô mở bao nhiêu lâu rồi cô? Cái này cô mở được một năm, hơn năm rồi, năm ba tháng. Hai cái bánh cô thấy không? Rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy nhấn đăng ký kênh để cùng mình trải qua các hành trình khác nhé các bạn.